Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Tiền sẽ làm món cá ba sa phi lê áp chảo sốt tương. Đây, Tiền đã chuẩn bị một dĩa cá đã phi lê sẵn. Tiền sẽ ăn kèm với đồ chua là một dĩa đồ chua, dưa leo, các gia vị gồm muối, tiêu, nước cốt tỏi, tỏi băm, nước và tương ớt, tương cà, tương đen. Bây giờ sẽ đi chế biến. Tiếp theo Tiền sẽ ớp cái phần cá này. Tiền cho vào đây một chút xíu tiêu. Tiếp theo là muối, nước cốt và tỏi. Tiền cho một chút xíu bột ngọt. Tiền sẽ trộn đều cái gia vị. Tiền ớp cái này nửa tiếng rồi sẽ đem đi chế biến. Tiếp theo Tiền sẽ làm cái phần nước sốt. Tiền cho vào đây tương ớt, tương cà, tương đen. Các bạn ăn ngọt thì các bạn có thể cho một chút xíu đường, bột ngọt, tỏi băm, nước. Bây giờ sẽ trộn đều các nguyên liệu lại. Chờ cái phần cá ốp, Tiền sẽ cho vào đây một chút xíu tỏi và dầu. Tiền phi lên cho thơm. Tiền cho cái phần nước sốt hồi nãy Tiền làm vào. Cái này thì xào cho đến khi sệt lại là được. Cái phần cá Tiền đã ốp được nửa tiếng, bây giờ Tiền sẽ cho lên áp chảo. Trong chảo Tiền đã chuẩn bị một chút xíu dầu. Bây giờ Tiền sẽ cho cái phần cá lên. Tiền nghe cái mùi rất là thơm. Bây giờ Tiền sẽ cỡ qua cái mặt bên đây thôi, nó chín chưa nha. Chín rồi, cái màu rất là đẹp luôn. Tiền đã cỡ qua cái mặt bên kia, nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Bây giờ chiên một mặt này nữa là cái phần cá áp chảo của Tiền đã xong. Tiền mời các bạn ăn cùng Tiền nha. Tiền đã để lên một cái mâm, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cá mà Tiền áp chảo nó vàng mà nó cái màu nó rất là đẹp luôn. Và Tiền sốt cái phần tương này, Tiền chan lên nữa, rất là ngon. Bây giờ Tiền sẽ ăn thử phần miếng cá. Cá phi lê là người ta đã lấy xương, lấy da người ta bỏ ra rồi. Một miếng sốt lên đây. Mời các bạn. Cá rất là ngon luôn. Nó mặn mặn, ngọt ngọt của vị cá. Và nó thơm mùi tỏi. Và có vị cay nhẹ của cái phần tương, tương ớt. Rất là thơm và rất là ngon luôn. Rất là vừa ăn, không có xương, ngon lắm. Tiền sẽ ăn chung với dưa leo, đồ chua, cơm và bánh uống lá tre, ngon quá. Ăn miếng cơm vô. Rất là vừa ăn mà ngon lắm. Có vô nữa, nữa rồi.
rất là ngon luôn. Đúng là thường làm cái phần mà cá sóc tương nè, ăn nó lạ miệng mà nó ngon lắm bạn. Cá mà Tiền làm á nó vàng mà nó ngon. Ăn cái này á mình khỏi cần phải mà gỡ xương gì hết trơn. Cá phi lê là mình đã làm sạch rồi. Ngon lắm, thịt nó ngọt, nó chắc, đúng không? Ăn với cơm á, cực kỳ hợp luôn. Cái cá bà sa này nè, nó cũng giàu dinh dưỡng và giàu omega 3. Nó ngừa được cái ung thư nè, nó tốt cho sức khỏe của mình, nó giảm cái triệu chứng đau đầu. Và nó ăn cái này cũng giảm cân rất là tốt luôn nữa. Và nó giảm tăng huyết áp, rồi giảm cảm cúm. Công dụng nó cực kỳ tốt mà ăn rất là ngon luôn. Cơm vô nữa cho nó giúp mình ăn ngon hơn. Cá phi lê này á, các bạn cũng có thể mình sốt với cà chua, hay là mình sốt bơ tỏi nè, mình sốt tiêu rang, hay mình sốt mayonnaise, hay mình sốt sốt cam cũng rất là ngon. Hôm nay thì Tiền làm sốt tương, có tương ớt, tương cà, tương đen, tỏi và tỏi băm. Tiền làm không có sốt và Tiền nấu lên cho nó sệt, là Tiền chan lên nó rất là đậm đà cái món cá này. Còn cá mà Tiền áp chảo á, là cái cá ba sa này Tiền rửa sạch và Tiền phi lê ra, rồi Tiền ớt vô đây một chút xíu tiêu, rồi nước cốt tỏi, muối. Nếu các bạn sợ mặn quá thì các bạn có thể cho vào một chút xíu bột ngọt để cho nó ngon, mà không cho cũng được tại vì con cá nó đã có chất ngọt sẵn rồi. Là các bạn nêm nếm sao cho nó vừa ăn thôi, đừng bỏ nhiều quá nó sẽ mặn, nó không ngon, nó không còn cái vị ngọt của cá nữa, nó thơm cái phần nước sốt lắm, kích thích mình ăn lắm. Mình á, mình ăn thịt hoài thì nó nhiều lúc nó dư chất dinh dưỡng, mình có thể mình ăn cá nó sẽ cân bằng lại cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Cá cũng dễ ăn chứ không có khó. Mà con cá này nó giàu dinh dưỡng, mình ăn nó rất là tốt cho cơ thể mình luôn. Mà mình áp chảo như vậy ăn không có mùi tanh gì hết trơn á. Cái phần nước cốt tỏi á, nó thơm á, ăn là mình không có nghe được cái mùi tanh của con cá. Quan trọng là cái lúc mà mình chế biến mình rửa đó. Các bạn rửa cho thật là sạch. Các bạn có thể rửa bằng muối, rồi chanh, hay là bằng rượu, bằng giấm, cái nào cũng được, là nó sẽ cho cái mùi con cá nó không còn tanh nữa, mà nó ngon. Là rửa sạch rồi mình để ráo, rồi mình ớp gia vị á, thì mình ăn con cá nó sẽ ngon hơn.
ăn với cơm á thì kỳ hợp luôn các bạn. Cái món mà cá áp chảo này là mình ăn hạt nhất là cơm. Nó tuyệt. Cái này là bánh nướng lá tre. Tiền cũng ăn thử với phần cá này coi sao nha. Cũng ngon. Cái bánh nướng lá chè nó thơm thơm, mình ăn với cá nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Ngon lắm các bạn. Này là như nổi xanh ngon. Ăn với cái phần mà mới uống cái tre này á, cũng như mình ăn với con cá này á, nếu mà sâu với cơm mình cơm nó sẽ hợp hơn các bạn. Ăn với cơm hợp hơn nó ngon, mình ăn kèm với dưa leo và đồ chua nó sẽ hợp hơn. Còn bánh này cũng như là mình ăn để mình tráng miệng thôi chứ nó không không hợp bằng nha các bạn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Cái món cá này á rất là dễ làm luôn, cẩn thận các bạn làm thử ăn rất là ngon. Mình áp chảo rồi mình sốt tương, tùy theo các bạn muốn ăn tương gì thì mình sốt thử mình ăn, nó món ăn của mình nó sẽ kích thích mình ăn ngon hơn. Bây giờ thì Tiền xin kết thúc video, cảm ơn các bạn đã xem hết video của Tiền. Nếu các bạn thấy thích video của Tiền thì hãy cho Tiền một like, một subscribe, một share để ủng hộ kênh của Tiền. Và bây giờ thì bye bye.